Hello tất cả các anh em nhé. Em vẫn là Quyết Bắc Giang, chuyên cung cấp các loại phụ tùng xe ba bánh cùng động cơ xe máy hàng chính hãng nội địa của Trung Quốc nha. Nay giới thiệu cho tất cả anh em một cái mẫu dòng sen này. Đây, con này là dòng sen 125 anh em nhé. Con này thương hiệu rất chi là nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Hàng nội địa bao giờ cũng tốt, nên là không phải là cái hàng bên Việt Nam mình đặt thôi. Thì qua đầu video một chút thì mình sẽ giới thiệu sâu một chút về cái con máy để cho anh em nắm được nha. Anh em mua hàng, mình điện thoại trực tiếp cho mình hai số điện thoại có Zalo nhé. Thì hàng mình sẽ gửi hàng qua bưu điện, nhận hàng trả tiền. Đấy thì các bác, cái đầu máy này nó cũng rất chi là nhiều tiền, nên là các bác cọc trước cho em phí vận chuyển một chút thôi. Đấy, số điện thoại đây. Đây thì sau em giới thiệu cho tất cả anh em một con dòng sen này. Hãng dòng sen, nó lắp giống con UXS của anh em nhé, hàng Honda ấy. Đấy, rất chi là giống, nhưng mà cái hãng tên hãng nó chữ dòng sen này. Cốt thì là cốt 20 nha anh em nhé, cốt 20, lắp mang cá zin của Honda vào được. Đây đây anh em nhé, con này rất chỉ là mới, hàng nội địa nhé, xoay vòng. Đây em sẽ quay một cái lốc bên đây đằng trước đây, đầu lòng rất chi là đẹp anh em nhé, hàng chính hãng nên là hàng rất chi là tuyệt đợi, tuyệt đẹp luôn. Ấy thì mình gửi theo sau cho anh em thì nó theo cần đạp, cần số và bình xăng con. Ngoài Bắc mình gọi là chế hòa khí anh em nhé. Đấy, rất chi là đẹp luôn. Thì các bác nào có thiện chí thì cứ liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại nhé. Thì báo giá trên này thì cũng nhiều người bán, thì các bác thông cảm là thiện chí với hàng, thì các bác Zalo trực tiếp cho em. Đấy, hàng nên người ta rất chi là đẹp, nên là để quay sát thì tất cả chi tiết cho anh em. Hàng mới ra nên là có mã QR code nhá. Đấy, còn cái đây có mã hết của nó, anh em có thể xem qua được. Đấy, cái đầu cái này quả hơi của nó thì là 124 anh em nhé. Đấy, hàng rất chi là tốt và đẹp luôn. Đấy, động cơ phổ thông, máy ngang, nằm ngang, piston trái 54. Đấy, gen lớn nha anh em nhé, nên là không lo đâu. Đấy, hàng này chạy tuyệt vời luôn rồi. Hàng nó thương hiệu lên là anh. Đấy, lắp được cho tất cả các loại nha anh em nhé. Đây, trước khi ra khỏi nhà máy người ta đã test nổ rồi. Đấy, hàng ok, chất lượng người ta mới bán ra thị trường, nên là anh em yên tâm luôn đi. Hàng bảo hành chính hãng 6 tháng luôn cho anh em. Thì cái này các bác nào mua mới rồi nhá, thì thay cái lọ nhớt mới vào, thì cái này dây bảo quản nữa, nhớt bảo quản nữa. Đấy, về thì nó đi đấu điện thường hết thôi, cho OEG mà anh em có thể đấu được bình thường luôn. Đấy, hàng rất chi quá đẹp luôn. Rồi, cái video này em cũng nói rất chi là ngắn thôi. Các bác nào có nhu cầu thiện chí alo trực tiếp cho em nhá. Rồi các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá. Sau video là hay về máy là anh em có thể xem được. Rồi chào tất cả anh em.